cuối tháng 3 2023, Bộ Nội vụ công bố dự thảo nghị định quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung để lấy ý kiến góp ý và trình Chính phủ trong tháng 4 2023. Đây là việc làm rất cần thiết để cụ thể hóa kết luận số 14 của Bộ Chính trị. Đồng thời, việc thể chế hóa nội dung này dựa trên các luật căn bản như luật cán bộ, công chức, luật viên chức, luật phòng chống tham nhũng. Từ đó có cơ chế cụ thể tạo ra môi trường làm việc, nuôi dưỡng được trí tuệ, khát vọng của những cán bộ, đảng viên luôn mong muốn cống hiến cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vấn đề đặt ra lúc này là làm thế nào để nhận diện ra cán bộ dám nói, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung? Làm thế nào để có cơ chế đãi ngộ phù hợp? Trong sai phạm tại vụ Sài Gòn Cốp, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã huy động vốn có 3.000 tỷ đồng chưa rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản của Sài Gòn Cốp và bị đề nghị truy tố về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho nhà nước 115 tỷ đồng. Sau đó, vị này bị khởi tố, bắt tạm giam, bị khai trừ ra khỏi đảng. Đáng chú ý, một phó bí thư thường trực đảng ủy đã nhiều lần kiên quyết đấu tranh, yêu cầu làm rõ những ai góp vốn vào Sài Gòn Cốp, nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ bị tư nhân thâu tóm. Ông Diệp Dũng đã không lắng nghe và khước từ mọi yêu cầu. Hay như tại Bình Thuận, trong cuộc họp của Ban Thường vụ tỉnh về việc cho ý kiến phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với hơn 36 hectare chuyển đổi từ đất sân golf sang đất đô thị, một phó bí thư tỉnh ủy đã mạnh dạn nêu ý kiến việc tính giá đất chưa phù hợp sẽ gây thất thoát ngân sách. Nhưng Ban Thường vụ lại không lắng nghe. Sau đó, cơ quan chức năng xác định số tiền nhà nước thất thoát gần 2.000 tỷ đồng. Hai tiếng nói thẳng trong hai vụ việc trên cho thấy, nếu một tập thể và người đứng đầu không lắng nghe thì dễ dẫn đến sai phạm. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã không đưa ra hình thức xử lý kỷ luật. Chúng ta đang khơi dậy cái tinh thần tự phê bình, đấu tranh trong nội bộ. Những cái việc này rất ít. Tuy người ta có vi phạm khuyết điểm, nhưng mà người ta đấu tranh, có nghĩa người ta phê bình đấy, và người ta báo cáo kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền trong các cái sai phạm của Sài Gòn Cốp. Và chúng tôi quyết định không kỷ luật. Đây là những cái điểm sáng, những cái mới và những cái chúng ta đang rất cần phát hiện. Chứ không phải cái chỗ nào chúng ta kiểm tra ra có sai phải xử lý hết đâu. Bảo vệ uy tín cho anh em khi làm việc, đừng nghi ngờ cái mà nó có tính chất là theo dư luận mà phải cố gắng là đi sâu tìm hiểu đạo đức, cái phẩm chất, tinh thần làm việc của anh em. Là tới đây cũng phải có những quy định cụ thể vấn đề bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm. Ở mỗi cơ quan đơn vị, sự lắng nghe, cầu thị của người đứng đầu là rất quan trọng, nhưng chắc chắn là điều không dễ thực hiện. Chính sự chuyên quyền, độc đoán của người đứng đầu hay sự dĩ hòa vi quý của tập thể khiến những cán bộ tố cáo sai phạm tại đại án PVC hay tố cáo sai phạm liên quan tới dự án đường sắt đô thị Metro, Nhổn, ga Hà Nội đã bị chủ dập. Như cố vấn Phạm Văn Đồng, khi chúng tôi chuẩn bị cái nghị quyết 07/93 thì đồng chí rất trăn trở. Đồng chí nói là không phát triển kinh tế nhiều thành phần thì chết. Nhưng không quán triệt và giáo dục cái tinh thần yêu nước, yêu xã hội chủ nghĩa cho đội ngũ doanh nhân thì không biết sự việc gì sẽ xảy ra. Nếu như đội ngũ đó lấy lợi nhuận làm mục tiêu, bắt tay với những người thoái hóa biến chất có chức có quyền thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Ở nhiều vụ đại án, khi đưa ra xét xử một vài người do tham nhũng thì lại phát hiện ra sai phạm của họ liên quan đến nhiều vụ khác. Thậm chí còn phát hiện ra nhiều người khác cũng tham nhũng tiêu cực. Mà rất nhiều người bị khởi tố là cán bộ đảng viên được che đậy bởi học hàm học vị, vị trí cao và hình ảnh bên ngoài được ví như người tài năng, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Vụ giải cứu chuyến bay, đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu xử lý dứt điểm trong năm nay, là một trong những vụ án có số lượng bị can nhận hối lộ và số tiền đưa nhận hối lộ lớn nhất từ trước tới nay. Tổng cộng 21 cán bộ bị cáo buộc nhận hối lộ với số tiền
177,3 tỷ đồng. Trong số 54 người bị đề nghị truy tố, đáng chú ý có quá nhiều quan chức, điển hình có 2 cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cựu Phó Chủ tịch Hà Nội, cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam, cựu trợ lý Phó Thủ tướng thường trực. Họ đều là những cán bộ cấp cao, những người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, được đào tạo bài bản, lựa chọn qua các bước khắt khe, tuy nhiên đã không đủ bản lĩnh trước các cám dỗ vật chất, đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế, đặc biệt là để các đối tượng chống đối lợi dụng, xuyên tạc, chống phá công tác cán bộ của ta. Rất nhiều người, người ta cho rằng là chúng ta cần phải kiên quyết, và kiên quyết hơn nữa. Đối với cái lĩnh vực mà lẽ ra những con người cần phải hy sinh trách nhiệm, thì người ta lại lợi dụng vào cái vị trí khó khăn nhất của con người để mà trục lợi. Những cán bộ cấp cao đều đã được chứng minh trên thực tiễn là những người có thành tích xuất sắc, năng động, sáng tạo, nổi trội qua thực hiện nhiệm vụ được giao. Họ là những cán bộ tài năng. Tuy nhiên, người tài mà có ích cho đất nước thì cần rất nhiều yếu tố khác. Bởi thực tiễn chứng minh, dịch Covid-19 đã gây tổn thương lớn cho nền kinh tế và hủy hoại bản lĩnh, danh dự, tương lai của không ít cán bộ tài năng. Nhưng mà nếu chúng ta trả lương đúng với cái sản phẩm, đúng với công sức, đúng với cống hiến, thì chắc chắn nó sẽ khác. Và như thế thì rõ ràng chúng ta đưa đến cái cơ chế là gọi là khoán tiền lương, khoán quỹ lương. Thì cái bộ này có bao nhiêu việc thì cần khoán bao nhiêu tiền, còn cần bao nhiêu người là do bộ trưởng quyết định. Thì chắc chắn là ta chọn những người có tài, chọn những người có chuyên môn sâu, có những người có tấm lòng và trách nhiệm. Theo dự thảo nghị định quy định khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Cán bộ phải có tư duy, cách làm mới, dám đi đầu làm những việc khó, chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng chồng chéo nhằm mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, bảo vệ cán bộ có ý tưởng, cách làm mới, mạnh dạn đột phá, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt và những vấn đề chưa có quy định hoặc không còn phù hợp. Khi xảy ra thiệt hại, phải xác định rõ nguyên nhân, nếu có động cơ trong sáng thì miễn xử lý. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, dẫn chứng trong quá trình phát triển đất nước, nhiều cán bộ dám nghĩ, dám làm vì ích chung, nhưng chưa được nhìn nhận chính xác và thậm chí bị kỷ luật. Thông qua cái nghị định này, thì nó tạo ra một cái cơ sở pháp lý, cũng như là cơ chế để mà khuyến khích cũng như bảo vệ cho cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Thông qua cái nghị định này thì nó sẽ động viên, khuyến khích được những cái cán bộ ở các cấp như vậy cũng đã sẽ có một cái khát vọng cống hiến. Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Nội vụ hoàn thành dự thảo nghị định và trình Chính phủ vào tháng 4 2023. Đây là việc làm cần thiết để cụ thể hóa kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, ban hành ngày 22 tháng 9, 2021. Đây cũng là vấn đề nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đặt ra. Cái mà chưa có người làm, bây giờ mới là người ta mới làm thì bao giờ nó cũng mới. Nó mới thì nó khó, bởi đã có ai làm đâu. Cho nên đây đòi hỏi là gì? Những người phải năng động, dám đổi mới, dám đương đầu khó khăn thử thách để làm cái việc đó thì mình phải ủng hộ người ta. Nhưng cái hai nữa là trong trường hợp người ta làm nó không đạt được như mục tiêu mong muốn, nó chưa đạt được như yêu cầu đề ra, thậm chí nó gặp rủi ro, thậm chí nó gặp những cái tai nạn và nó có thiệt hại mức độ nhất định, thì chúng ta lại phải xem xét một cách rất công tâm, rất khách quan. Kết luận số 14 của Bộ Chính trị được ban hành ngay năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, khi vừa trải qua nhiệm kỳ 12 với hơn 110 cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật, đã khiến nhiều cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm, sợ làm dẫn đến sai. Chưa kể trên thực tiễn, nhiều quy định pháp luật chồng chéo, có những nút thắt chưa thể tháo gỡ, không còn phù hợp, khiến cán bộ bị lúng túng. Điều này vô tình cản trở sự phát triển của cơ quan, đơn vị cũng như phát triển kinh tế xã hội. Có cán bộ tâm sự rằng thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử, thì có hai nguyên nhân chính. Đó là chưa có sự đồng bộ của hệ thống pháp luật đối với các vấn đề. Đối với vấn đề này thì áp dụng luật này
thì đúng, nhưng khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra thì lại sai. Áp dụng vào thời điểm này thì đúng, nhưng sau đó kiểm tra thời điểm khác thì lại sai. Kết luận số 14, như kim chỉ nam trong việc xây dựng nghị định, quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo. Do vậy, nếu có những văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể để phân định rõ ràng ranh giới giữa đúng, sai, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, người cán bộ sẽ không còn sự lo lắng khi tham mưu chính sách, nhất là những công việc có mâu thuẫn trong quy định pháp luật, đòi hỏi sự vượt rào. Khi giải quyết được yếu tố mấu chốt này, thì bóng ma hình sự hóa sẽ không còn là trở ngại đối với những cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhiều ý kiến cho rằng, khi nghị định bảo vệ, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung có hiệu lực, thì cũng khó thu hút được người tài. Bởi cán bộ, công chức, viên chức muốn được thăng tiến, có thu nhập cao, vẫn phải theo quy định của luật cán bộ công chức, viên chức. Trong khi người tài chưa chắc đã là giáo sư, có thể chỉ là người nông dân, thậm chí là người đã quá tuổi nghỉ hưu. Phải có một cái luật về thu hút và trọng dụng nhân tài. Trọng dụng thì không thể là chúng ta dùng cái đồng lương thông thường để chúng ta ấy được, hoặc là người tài này lên lương giống như cái người bình thường được. Đặt người tài vào cái chỗ nào thì có nghĩa là chúng ta phải tập trung cái nguồn lực vào đấy để cho họ cống hiến. Một người lo một kho người làm, các cụ nói rồi. Cho nên là những người tài người ta có thể đi đầu, những cái thể người ta đưa ra những cái tư tưởng mang tính đột phá. Một người có tài là một người biết nhìn xa trông rộng. Trên cái lĩnh vực mình được phân công, đã là một người có tài thì phải biết phát hiện ra người tài, đào tạo người tài, sử dụng người tài và bảo vệ người tài. Tôi vẫn nói cái câu là cái tài của người lãnh đạo là biết quy tụ tập hợp vào cái tài của người khác. Trở lại câu chuyện, vì sao mỗi khi xử lý một vụ án tham nhũng, cứ xử lý một người lại phát hiện thêm nhiều người tham nhũng? Trong nhiều nguyên nhân thì ngoài việc cán bộ suy thoái, biến chất, thì cơ chế quản lý của chúng ta sơ hở, bất hợp lý. Đã đến lúc cần có một cơ chế rõ ràng với những đánh giá công bằng nhằm xóa đi khoảng cách vốn khá mong manh giữa sự sáng tạo linh hoạt với suy thoái và sai phạm. Và ở cơ chế đó, phải xác định rõ thế nào là người dám nghĩ, dám làm, có con người nhìn nhận được những hành động vì lợi ích chung. Trong lịch sử, chúng ta đã từng chứng kiến một cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc bị phê phán và kiểm điểm nặng nề vì sáng kiến khoán hộ, hay công trình tải điện 500 kV Bắc Nam cách đây gần 30 năm, khi bắt đầu cũng có những ý kiến trái chiều gay gắt. Thế nhưng vượt lên tất cả, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã lắng nghe và có quyết định đầy táo bạo. Và cho đến bây giờ, lịch sử đã chứng minh họ đã đi trước và làm điều đúng đắn cho dân tộc.